Hãy cùng Ri trang trí một chiếc hộp bút cho năm mới nha. Đợt trước trang trí thùng rác xong mê quá nên là Ri đặt thêm keo kem để chơi. Rồi phát hiện ra mấy cái màu tím này khá là mềm và rất dễ bóp luôn các bạn. Không có giống như cái màu trắng cứng ơi là cứng. Lần này á, Ri dùng chuôi kem nhỏ và đi những đường lượn sóng đơn giản thôi nên nhìn có vẻ nó đều hơn lần trước nè. Keo kem này thường được các bạn dùng để trang trí ốp điện thoại á, một lần xài là phủ kín cái ốp luôn. Nhưng mà Ri tiếc nên chỉ làm có một cái ô nhỏ nhỏ trên hộp bút thôi. Làm xong nền á thì mình gắn mấy chiếc charm lên. Mặc dù charm thì thuộc mặt trăng nhưng mà tông thì là tông tím, nên làm Ri nhớ tới Tomoyo thủ lĩnh thẻ ngân hàng. Xung quanh vẫn còn trống nè nên Ri lấy bút acrylic vẽ thêm các hoa văn viền xung quanh. Cái này thì tham khảo những họa tiết vẽ henna của Ấn Độ, cơ mà vẽ xong không có giống xíu nào hết trơn. Nhưng cuối cùng thì cũng ra được một chiếc hộp bút nhìn ổn ổn đúng không các bạn?